Xin chào thiên thần bé nhỏ của mẹ. Tối nay, trước khi đi ngủ, mẹ sẽ kể cho con nghe một câu chuyện rất là hay. Câu chuyện này sẽ giúp con hiểu thêm về tuổi thơ của một người vĩ nhân mà mẹ rất kính trọng, rất ngưỡng mộ và vô cùng yêu quý. Câu chuyện của chúng ta tối nay có tên là Albert bé hiếu kỳ. Bây giờ các con hãy lắng nghe nha. Ngày xưa, ở một ngôi làng nhỏ ấm cúng, có một cậu bé hiếu kỳ tên là Albert. Albert thích đặt câu hỏi về mọi thứ cậu nhìn thấy. Tại sao bầu trời lại có màu xanh? Làm thế nào chim có thể bay? Tại sao táo lại rơi từ trên cây xuống? Các bạn của cậu gọi cậu là Albert, bé hiếu kỳ. Người bạn thân nhất của Albert là một chú chuột nhỏ tên Max. Max rất thông minh và luôn sẵn sàng giúp Albert tìm câu trả lời cho các câu hỏi của cậu. Cùng nhau, họ đã có nhiều cuộc phiêu lưu tuyệt vời. Một buổi sáng nắng đẹp, Albert và Max quyết định đến thăm chú cú già thông thái sống trên cây sồi lớn ở rìa làng. Chú cú già thông thái nổi tiếng với việc có câu trả lời cho mọi loại câu hỏi. Albert muốn biết vì sao các ngôi sao lại lấp lánh trên bầu trời đêm. Trên đường đi qua làng, họ gặp nhiều con vật cũng hiếu kỳ về thế giới xung quanh. Có Betty thỏ, cô tự hỏi tại sao hoa lại nở. Và Sammy sóc, cậu muốn biết tại sao cây lại mọc cao như vậy. Khi họ đến cây sồi lớn, chú cú già thông thái chào đón họ một cách ấm áp. Chào Albert bé hiếu kỳ, hôm nay cháu đến đây có việc gì? Albert ngước lên với đôi mắt to tròn sáng rực và hỏi: Chú cú thông thái, chú có thể cho chúng cháu biết tại sao các ngôi sao lại lấp lánh không? Chú cú già thông thái mỉm cười và nói: Tất nhiên rồi, cháu yêu. Các ngôi sao lấp lánh vì chúng ở rất xa và không khí giữa chúng ta và chúng di chuyển. Nó giống như khi cháu nhìn qua nước, nó làm cho ánh sáng nhảy múa. Đôi mắt của Albert sáng lên vì phấn khích. Cảm ơn chú cú thông thái. Cậu reo lên. Nhưng làm thế nào chúng cháu có thể nhìn thấy các ngôi sao ở xa như vậy? Chú cú già thông thái suy nghĩ một lúc rồi nói: Chú có một chiếc kính thiên văn kỳ diệu, có thể làm cho các ngôi sao xa xôi trở nên rất gần. Cháu có muốn thử không? Albert và Max háo hức gật đầu. Chú cú già thông thái trao cho họ chiếc kính thiên văn. Và khi Albert nhìn qua nó, cậu thấy các ngôi sao lấp lánh rõ ràng, dường như cậu có thể chạm vào chúng. Từ ngày đó trở đi, Albert và Max sử dụng chiếc kính thiên văn kỳ diệu để khám phá bầu trời đêm. Họ phát hiện ra các chòm sao, các hành tinh và thậm chí cả sao chổi. Họ chia sẻ những khám phá của mình với bạn bè. Và chẳng bao lâu, tất cả các loài vật trong làng tụ tập mỗi đêm để học về những kỳ quan của vũ trụ. Albert bé lớn lên trở thành nhà khoa học vĩ đại Albert Einstein, người không bao giờ ngừng đặt câu hỏi và khám phá những bí ẩn của thế giới. Và dù ông đã già đi, ông luôn nhớ về những cuộc phiêu lưu kỳ diệu mà ông đã có với Max và chú cú già thông thái. Và thế là sự hiếu kỳ của Albert đã dẫn dắt ông trở thành một trong những trí tuệ vĩ đại nhất mà thế giới từng biết. Tất cả khởi đầu từ việc ông không bao giờ ngừng thắc mắc về những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Albert Einstein sinh ra vào ngày 14 tháng 3 năm 1897 tại một thành phố nhỏ ở nước Đức. Khi còn nhỏ, Einstein không giống như những đứa trẻ khác. Ông rất yên tĩnh và không nói nhiều. Thậm chí, mọi người còn lo lắng rằng ông có thể gặp vấn đề về nói chuyện. Nhưng thực tế, trong đầu của Einstein luôn có nhiều câu hỏi và suy nghĩ. Và ông có cách kết bạn rất riêng với thế giới xung quanh. Câu chuyện về tuổi thơ của Albert Einstein nói với chúng ta rằng
việc luôn tò mò và kiên nhẫn tìm hiểu về những điều mình chưa biết có thể dẫn đến những khám phá tuyệt vời. Einstein đã cho chúng ta thấy rằng với lòng đam mê và sự kiên trì, chúng ta có thể hiểu biết nhiều hơn và nhiều hơn nữa về thế giới xung quanh mình mỗi ngày. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Bây giờ các con hãy ngủ thật ngon và mơ những giấc mơ thật đẹp nha. Hôn con thật dài lên trán và hẹn gặp lại con lần sau.